Vâng, xin chào các bạn, lại là mình là Xuân Siêu Xe đây. Thì dạo gần đây, những chiếc Mercedes-AMG G63 thế hệ mới đã bắt đầu xuất hiện nhiều trên phố, không còn hiếm hoi như trước. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến mẫu xe này trở nên đại trà và khá là giống nhau. Chính vì lẽ đó, mới đây, một chủ xe tại Sài Gòn đã gắn bộ body kit của hãng độ nước Đức, áo ngực xe buýt. What? Chết, xin lỗi các bạn, bậy quá. Thực ra, đó chính là hãng độ Brabus để thỏa mãn sở thích cá nhân cũng như là khiến chiếc xe của mình khác biệt nhất có thể. Và chiếc xe đó đang đứng trước mặt chúng ta đây. Thì chiếc Mercedes-AMG G63 này thuộc phiên bản Edition 1 với chỉ đỏ ở gương và bộ tem sườn. Về phần bộ body kit, đây là gói độ có tên Brabus 700 và được độ tại Việt Nam. Nếu bạn nào chưa biết thì Brabus là một hãng độ rất quen thuộc với những dòng xe từ Mercedes-Benz. Trước đó, một lô hàng hai chiếc Mercedes-AMG G63 đã được độ sẵn gói Brabus 700 và Brabus 800 tại nước ngoài cũng đã cập cảng và khui công tại Đà Nẵng. Tuy nhiên thì hai chiếc xe này có được độ công suất ở máy hay không thì vẫn là điều bí ẩn. Nhìn tổng quan, chiếc Mercedes-AMG G63 có ngoại hình ấn tượng hơn với nhiều chi tiết được độ lại. Đầu tiên đó chính là phần cản trước với thiết kế góc cạnh và hầm hố. Phần logo ngôi sao ba cánh cỡ lớn ở lưới tản nhiệt cũng được thay bằng logo từ Brabus. Một đặc trưng của những chiếc xe qua bàn tay của hãng độ nước Đức. Bên lưới tản nhiệt cũng được đính logo Brabus. Ở đây thì chúng ta có nắp capo được độ lại, làm bằng vật liệu carbon với hốc hút gió cỡ lớn cùng với những đường dập nổi tạo điểm nhấn. Phần logo ngôi sao ba cánh trên nắp capo cũng được thay bằng logo Brabus. Xe được trang bị bộ mâm đa chấu màu bạc từ Brabus, bên trong là cùm phanh màu đỏ nổi bật của phiên bản Edition 1. Chữ V8 B-Turbo bên hông xe cũng được thay bằng logo Brabus, chữ đen nền đỏ. Thì ngoài ra, với bản độ này, trên xe xuất hiện khá nhiều hốc hút gió giả, làm tăng vẻ thông mỹ của chiếc SUV. Ngoài ra, nơi đặt bánh dự phòng ở phía sau có nắp đậy làm bằng carbon với dòng chữ Brabus chụp nổi. Thì xuống phía bên dưới các bạn cũng có thể thấy được cái phần cản sau cũng được thay mới. Ở phía sau thì chúng ta có thể thấy được phần chữ AMG cũng được thay bằng G700. Thực ra chữ 700 nền đỏ được gắn thêm, trong khi nếu là bản độ nguyên bản sẽ không có chữ G và số 700 tách rời nhau. Và chưa hết, mặc dù đây là mẫu SUV địa hình, tuy nhiên hãng độ Brabus vẫn phá cách bằng việc trang bị cánh gió cỡ lớn phía sau.
Chi tiết này thường thấy trên những mẫu xe thể thao, siêu xe hiệu suất cao, giúp cho những chiếc xe tăng lực ép xuống mặt đường, nhất là khi vào cua và tăng tốc. Ở bên trái, phần chữ G63 cũng được thay bằng Brabus. Và ngoài việc mang trên mình có đội khủng, chiếc xe này cũng mang trên mình biển số ấn tượng không kém, 51G07979. Thì theo giới luận biển, biển số này có ý nghĩa là hai ông thần tài lớn, đem lại sự may mắn và tài lộc cho chủ xe. Tuy nhiên, biển số này cũng khiến nhiều người lầm tưởng với chiếc Mercedes-AMG G63 Edition 1 của doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, tức Minh Nhựa, vốn đã mang biển số 51G07978. Trên ốc xe còn được trang bị hai hệ thống đèn LED trợ sáng với phần ốp làm bằng carbon. Theo mình được biết, chiếc xe này không có sự can thiệp vào động cơ. Dưới nắp capo vẫn là trái tim V8 bi-turbo 4 lít cho công suất 577 mã lực và mô men xoắn cực đại là 850 Nm. Xe được trang bị hộp số tự động 9 cấp và hệ di động 4 bánh 4MATIC. Thì mẫu SUV nước Đức tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong vòng 4,5 giây và đạt tốc độ tối đa là 220 km/h. Vâng thưa các bạn, thì vừa rồi chúng ta đã cùng nhau khám phá chiếc Mercedes-AMG G63 với phiên bản độ từ áo ngực xe buýt. What? À chết, lộn nữa. Từ Robert. Thì các bạn đừng quên ấn like, subscribe kênh YouTube cũng như là theo dõi fanpage của kênh trên Facebook với từ khóa XSX Automotive Photography. Và đừng quên đến Autoro thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất về siêu xe Việt Nam cũng như là những mẫu xe độ khác nhé. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong clip tới. Xuân siêu xe xin chào. Đơn giản chỉ là 8 máy, đứng gần coi chừng mất váy, ngồi chung là phải thắt dây, không ambulance lại phải nhấp nháy. Nhạc to cửa suicide, all black và logo Gia Lai. Players, OG, monitor like Kobe. Dép lao là của Gucci, gói nằm là Versace. Bên ngoài là